Rồi để mà hoàn thành rồi, để mình đi test người xem đi. Này, cái cục chì này cho người. Này câu cá rô phi nha, cá rô phi hết sảy. Chì. Rồi, thấy video này hay nhớ cho mình xin một like, một lượt đăng ký để có động lực ra nhiều video hay hơn.